Chuyện tình sao hải ngoại Thu Phương, sống chung 17 năm, chưa kết hôn, dù được hỏi cưới nhiều lần. Hơn một thập kỷ đầu gối tay ấp, có chung với nhau hai con nhưng Thu Phương vẫn chưa chịu kết hôn với người tình dũng Tyler. Nhắc đến Thu Phương, khán giả nhớ tới một trong những biểu tượng của dòng nhạc nhẹ Việt Nam thập niên 90, nam tiếng từ năm 1997, khi đã có sẵn nhiều giải thưởng chuyên nghiệp, giọng ca sinh năm 1972, với sự nâng đỡ của nhạc sĩ Nguyễn Hà, Việt Anh, đã nhanh chóng lọt top những ngôi sao nổi đình nổi đám trong thời kỳ làn sóng xanh. Hàng loạt những bản tình ca như Nơi Mùa Thu Bắt Đầu, Không Còn Mùa Thu, Đêm Nằm Mơ Phố, Dòng Sông Lơ Đãng, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, được thể hiện qua chất giọng nồng ấm của Thu Phương đã khiến khán giả say mê. Đây cũng là thời điểm được xem là đỉnh cao của nữ ca sĩ 7X khi còn hoạt động tại Việt Nam. Thu Phương kết hôn với mối tình đầu là Huy MC, tên thật là Quen Huy, vào năm 1993. Khi ấy Huy MC là tay trống của một ban nhạc trẻ tại thủ đô. Sau khi cùng vào Nam lập nghiệp, cặp đôi thường xuyên được nhắc đến ở các tụ điểm sân khấu Sài Gòn, kết hợp với nhiều nhạc sĩ như Bảo Chấn, Quốc Bảo ra mắt những sản phẩm gây chú ý. Việc liên tục có nhiều nhạc phẩm mang tính đột phá vào đầu những năm 2000 đã giúp cho Thu Phương lọt vào danh sách bầu chọn cho danh hiệu Diva Việt Nam, đứng cạnh những cái tên như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Phương Thanh vào năm 2002. Tuy nhiên sau đó cô tự rút lui với lý do khoảng thời gian một năm trước đó đã sang Mỹ, không hoạt động nhiều tại Việt Nam, có chung hai con, trải qua khoảng thời gian cùng gây dựng và thay đổi sự nghiệp, nhưng Thu Phương với Huy MC vẫn đi tới quyết định ly hôn năm 2007. Kết thúc 14 năm gắn bó, không lâu sau nữ ca sĩ tìm được người đồng hành mới, chính là ông bầu của mình tại Mỹ, Dũng Tyler. Mãi đến cuối năm 2012, cả hai mới công khai mối quan hệ bằng lời đính hôn khi đã có hai con chung là Gia Bảo sinh năm 2009 và Hailey Thanh sinh đầu năm 2012. Trải qua đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu 14 năm với Huy MC, Thu Phương tìm được bến đỗ mới và gắn bó đến hiện tại với Dũng Tyler. Dù đến nay giữa họ chưa có lời cưới chính thức nào, Dũng Tyler là người sáng lập công ty giải trí và tổ chức các chương trình ca nhạc cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Từ năm 1996, trước khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh giải trí, Dũng Tyler là một giáo sư phần mềm tại San Francisco. Thu Phương cùng chồng cũ sống ở Mỹ từ năm 2001 cho đến thời điểm ly hôn. Lúc này khi thấy Thu Phương gặp trục trặc, bị đồng nghiệp tẩy chay ở Cali, nhiều khả năng bị trục xuất về Việt Nam, Dũng Tyler đã ở cạnh giúp cô vượt qua khoảng thời gian trong trên sóng gió nhất. Thu Phương đã phải lòng Dũng Tyler vì cách anh quan tâm, chăm sóc cô hết mực. Nữ ca sĩ từng tâm sự, anh Dũng và Thu Phương chưa phải là vợ chồng, chỉ là hai người đồng hành trong đời sống, hiện vẫn trong giai đoạn tìm hiểu đấy. Một người quá Việt Nam, một người quá Mỹ, nên sau nhiều năm quen biết, chúng tôi vẫn trong giai đoạn thử thách. Chúng tôi vẫn tranh cãi mỗi ngày, chưa đi tới được những điểm thống nhất cơ bản trong mối quan hệ vợ chồng. Về phần Dũng Tyler, anh chọn Thu Phương vì sự chân thành khẳng định, không phải bể trúng chính xác ái tình. Ông bầu nổi tiếng của làng nhạc hải ngoại nói, tôi sống bên Mỹ 30 năm, thấy người phụ nữ như Phương làm ra tiền mà sao phải gánh vác nhiều quá. Điều này làm cho tôi hiếu kỳ tìm hiểu, sau đó tôi làm bạn với cả Huy và Phương. Nhưng khi sự việc xảy đến nhiều, cách Phương đối đầu với nó khiến cho tôi phục cô ấy và ngày càng gắn bó hơn. Mỗi đêm Phương đều thức đến 4-5 giờ sáng để trò chuyện cùng con vì khác múi giờ. Tính tôi ngang, nhưng Phương đã cho tôi cách sống chia sẻ, bàn thảo với nhau. Chúng tôi không yêu nhau theo kiểu tiếng xác ái tình. Năm 2008, Dũng Tyler một lần nữa khiến Thu Phương xúc động khi thầy cô về Việt Nam đón hai con riêng với chồng cũ Huy MC sang Mỹ đoàn tụ với mẹ. Anh cùng Thu Phương nuôi dạy chăm sóc hai con riêng của cô một cách tận tình chu đáo nhất, điều mà không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng và làm được. Sau đó cả hai cũng có với nhau hai thiên thần. Trong mắt Thu Phương, Dũng Tyler là người tỉ mỉ chu đáo, không chỉ lo cho các con ở Mỹ, anh còn sát sao với công việc của Thu Phương ở Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ cô từ xa khi cần thiết. Ở cạnh nhau hơn một thập kỷ, Thu Phương và Dũng Tyler vẫn khiến cho nhiều người tưởng đã là hai vợ chồng. Tuy nhiên bản thân nữ ca sĩ luôn khẳng định họ chỉ là bạn đồng hành, từ công việc, cuộc sống, cách chăm con cho đến những điều nhỏ nhặt nhất. Giọng ca gốc Hải Phòng từng chia sẻ, chỉ khi là bạn đồng hành cô mới biết Dũng Tyler mỗi ngày đều muốn chinh phục và mang niềm vui đến cho mình nhiều hơn. Huấn luyện viên hát Việt The Voice 2018 tâm sự, hai đứa đều cầu toàn đi ngủ dù cho ngày hôm ấy có xảy ra chuyện gì, câu nói cuối cùng của hai đứa vẫn là I love you good night. Mình không biết đó có phải là câu nói cuối cùng mà người kia nghe được hay không, vì nếu có điều gì xảy ra,
tôi muốn người thân của mình lưu giữ lại những ngọt ngào chứ không phải là sự giận hờn. Thu Phương thừa nhận dù đã chung sống với Dũng Taylor 17 năm, sinh với anh hai đứa con nhưng cô vẫn chưa chịu tổ chức đám cưới. Nữ ca sĩ giải thích, tôi và anh Dũng thống nhất cố gắng để đi đến kết thúc tốt đẹp nhất, nhưng kết thúc tốt đẹp đang ở đâu đó trên chặng đường đi, vì hiện tại chúng tôi có rất nhiều bổn phận, trách nhiệm khác. Tôi thích một điều là ngày nào anh Dũng cũng phải hỏi tôi một câu, hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa? Đối với tôi, câu hỏi của anh Dũng, sự yêu thương cố gắng mỗi ngày của anh Dũng hay hơn chuyện mình mặc áo cưới, tôi thích điều đó lắm. Trong lần chia sẻ vào cuối năm 2020, Thu Phương tâm sự, tôi cũng mong có một đám cưới, nhưng giờ chưa phải là lúc vì cuộc sống của tôi chưa ổn. Chưa ổn vì bố mẹ vẫn có những mong muốn khác. Tôi cũng đang cố gắng sắp xếp cho mọi người cùng vui. Các con sắp đến tuổi trai ở riêng, cuộc sống còn nhiều thứ phải lo quá. Nên hạnh phúc riêng, một đám cưới hay chuyện kết hôn của tôi và bạn trai chưa được bàn đến, phải ưu tiên số 1 là người già và em bé. Dũng Taylor từng thừa nhận mình là người thích chinh phục, trong khi Thu Phương lại không dễ khuất phục. Cô từng đưa ra thử thách với bạn đời rằng nếu muốn kết hôn, trước hết anh phải giảm được 20kg trong một năm bảy, như vậy mới mặc được đồ cưới và đủ sức khỏe để chăm lo cho gia đình. Cũng vì thế Thu Phương thương Dũng Taylor rất nhiều vì luôn yêu thương cũng như chịu đựng, con ngựa bắt cam là mình. Tại Mỹ, Thu Phương, Dũng Taylor cùng các con đang sống trong một căn biệt thự trị giá hàng triệu đô ở thành phố Evanny, California. Thu Phương đã trở về Việt Nam từ cuối năm 2020, trong khi Dũng Taylor vẫn đang ở Mỹ, thay cô chăm sóc 4 người con. Trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nữ ca sĩ không thể yên tâm nếu hai vợ chồng cùng xa nhà. Để Thu Phương toàn tâm toàn ý cho các dự án âm nhạc tại Việt Nam, Dũng Taylor đã đảm bảo sẽ chăm lo chu toàn cho các con.